Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong tập 50 phần 8 Viễn Cổ Đại Lục, Đại trưởng lão phát hiện có người đang nghe lén cuộc nói chuyện. Ông đề nghị người nghe lén đi ra. Chuyển sang tập 51 phần 8 Viễn Cổ Đại Lục, các trưởng lão đánh giá linh hồn của Tiêu Viêm phải từ đế cảnh trở lên là ít. Linh hồn Tiêu Viêm đã đi ra nhận xét là các trưởng lão của Linh Vụ Các rất mạnh. Do đó Đại trưởng lão xin Tiêu Viêm đến Linh Vụ Các có mục đích rình mò trộm cắp gì. Nhưng Tiêu Viêm từ chối mình rình mò, chỉ là vô tình đi qua nghe lén mà thôi. Một trưởng lão cho rằng Tiêu Viêm là người của Cổ Nguyệt Đàm đi làm chim lợn nghe trộm. Tuy nhiên Tiêu Viêm lại không hề quen biết tông chủ Đàm Lăng của Cổ Nguyệt Đàm. Mà hắn xin Tam trưởng lão hãy kể về vực sâu trong núi có cái gì. Tam trưởng lão nghe vậy cũng không giấu Tiêu Viêm nữa. Ở Đông Hoang chỉ cần đạt đến một trình độ nhất định, đi đến vực sâu sẽ do. Vì vậy Tiêu Viêm cảm ơn Tam trưởng lão và hắn đã biến mất. Trở lại với linh hồn, Tiêu Viêm đã trở về bàn thể thật ở một căn phòng. Hắn đang suy nghĩ về Tiêu Viêm một lúc. Sau đó Tiêu Viêm từ phòng của mình di chuyển đến phía sau chỗ các đệ tử Linh Vụ Các luyện tập cơ bắp. Tiêu Viêm gặp Đại sư huynh Dương Phong. Hắn xin Đại sư huynh trợ giúp hắn một lúc. Do đó Đại sư huynh đề nghị Tiêu Viêm đi cà phê tròi bàn chuyện. Khi giờ Đại sư huynh cũng đang rảnh. Lúc này mọi người cũng đi vào tròi nghỉ ngơi luôn. Tiêu Viêm mong Đại sư huynh kể về vực sâu trong truyền thuyết. Nói chung Đại sư huynh thắc mắc Tiêu Viêm ở đâu có tin tức này. Thì Tiêu Viêm nói phét nhiều lần quen thân là hắn vô tình nghe được về vực sâu. Đại sư huynh đã khuyên Tiêu Viêm chưa có sức mạnh không nên đi đến đó, khả năng vào đó sẽ chết. Tiêu Viêm vẫn chạy cối xin Đại sư huynh nói chi tiết về vực sâu, nên Đại sư huynh trình bày với Tiêu Viêm một lèo là 30 năm trước hắn cùng thầy giáo may mắn Đường Sơ Đấu Đế 9 sao hậu kỳ của mình đi vào vực sâu, và chỉ có mình Đại sư huynh hắn chạy thoát khỏi vực sâu, mà vực sâu chính là cấm địa của người tu luyện. Theo như mọi người kể lại, hơn 1.000 năm ai vào vực sâu cũng đều chưa thấy trở lại. Đại sư huynh cũng khuyên Tiêu Viêm khi nào đạt đến đâu tổ mới đi đến vực sâu cho an toàn. Ngoài ra Tiêu Viêm xin Đại sư huynh cho biết về vị trí vực sâu ở chỗ nào, chứ hắn hỏi vị trí sẽ không đến đó đâu. Thì Đại sư huynh kể luôn với Tiêu Viêm, vực sâu thuộc địa phận của Cổ Nguyệt Đàm. Sau đó Tiêu Viêm đã về phòng của mình, còn Đại sư huynh đi làm việc của mình. Chuyển đến chỗ tại một hang động, Ngọc Phù Tông bị một người đánh tập kích. Rất nhiều quân đội Ngọc Phù Tông đã chết rải rác. Thanh Hư Từ tông chủ của Ngọc Phù Tông xin Phệ Hồn Sơn Siêu lại đánh Ngọc Phù Tông. Phệ Hồn Sơn Siêu trao đổi sơ qua với Thanh Hư Từ là hắn đã bị người Viễn Cổ Đại Lục phong ấn 10.000 năm. Lúc này Phệ Hồn Sơn Siêu đã hóa cơ thể phong to đã giết hết người của Ngọc Phù Tông. Do đó tin tức tại Tây Vực Đại Lục đã được đưa tin khắp Viễn Cổ Đại Lục. Tin tức Ngọc Phù Tông đã bị người nào đó quét sạch biến mất vĩnh viễn trên bản đồ. Trở lại với Tiêu Viêm đang suy nghĩ cách đột phá từ Nhật Bản Đấu Đế hậu kỳ lên Đấu Tổ. Cách nhanh nhất Tiêu Viêm đột phá Đấu Tổ là tìm được linh hỏa. Tiêu Viêm đã truyền âm với Tháp Tuyệt, giờ hắn sẽ đi vào tu di không gian, mong Tháp Tuyệt ở bên ngoài canh gác cho hắn. Toàn bộ cơ thể Tiêu Viêm đã đi vào tu di không gian tại phòng của mình. Tiểu Y đã xuất hiện. Tiêu Viêm xin lỗi Tiểu Y, là thời gian gần đây hắn quên mất Tiểu Y nên không cho bé gái Tiểu Y ra hỗ trợ đánh nhau. Tiêu Y hiện tại hình dạng đã biến đổi là con trai. Sau khi cô ấy ăn được thủy hỏa đồng sinh viêm, chuyển đến kiếm khí tông, Phệ Hồn Siêu Sao đã đi đến giết toàn bộ kiếm khí tông, kể cả tông chủ Yên Diệt cũng bị giết. Trước khi Yên Diệt chết, hắn không ngờ 10 vạn năm thiên đế luân hồi, Phệ Hồn Sơn Siêu lại xuất hiện. Chuyển đến cảnh của Cổ Nguyên, Trúc Khôn, Huân Nhi trên thuyền thông minh thương ở ngoài biển. Họ đang di chuyển đi đến Đông Hoàng. Huân Nhi chạy đến xin chào Cổ Nguyên hãy sắp xếp công việc. Cổ Nguyên cũng chịu, giờ ông cũng không làm được gì. Khi Tiêu Viêm đang bị Thiên Long Nhất Tộc gián ảnh truy nã tội phạm nguy hiểm nhất Viễn Cổ Đại Lục, Huân Nhi lại đang tin chồng Tiêu Viêm của mình chắc không sao. Theo dự đoán của Huân Nhi, khoảng một tháng nữa sẽ đi đến được Đông Hoang. Tin vực Tiêu Viêm sẽ kể chuyện Tiêu Viêm đang bị truy nã. Đôi lúc này trên bầu trời đã có một trận lốc xoáy mưa bão, nên mọi người đã đi xuống khoang thuyền tránh lốc xoáy. Huân Nhi cùng hai người của Nguyên Trúc Khôn đang trên thuyền nhìn thấy trời đất tạo thành một hình ảnh. Huân Nhi đánh giá hình như con động vật trên trời chính là thượng cổ thần thú trong hàng thứ bảng, được gọi là hạc thần thú mân thú. Thần thú đã di chuyển đánh vào đám người trên thuyền. Huân Nhi yêu cầu mọi người cho thuyền di chuyển, còn cô sẽ cầm chân con thần thú này. Huân Nhi vừa đi tạt đầu chặn con thần thú, cô Nguyên hạ lệnh thuyền mau tăng tốc độ di chuyển. Trở lại với Huân Nhi trên tay cầm một thanh kiếm chém vào hạc thần thú. Thần thú đã gióng một tiếng khiến trên bầu trời nứt hết. Một bộ sơn bay về phía Huân Nhi.
Huân Nhi với bộ môn vuốt kiếm chuyên nghiệp, cô đã cầm kiếm chém vài đường cơ bản nát hết bộ xương. Sau đó Huân Nhi di chuyển đi đến chỗ hai người Cổ Nguyên và Trúc Khôn, thì con thần thú giống lên thêm lần thứ hai. Huân Nhi lại bay lên bầu trời, cô đã ngưng tụ sức mạnh thiên địa trời đất vào cây kiếm, là Hắc Linh Hiện Thiên Địa Biến. Thanh kiếm trên tay Huân Nhi đã phóng to bay đến chỗ con thần thú, nên đã tạo ra một vụ nổ. Trở lại với Tiêu Viêm đang bên trong tu di không gian, hắn đang tu luyện đấu kỹ tứ phương hám thiên ấn. Toàn bộ năng lượng trời đất đang được Tiểu Y hấp thu. Trên bầu trời, chỗ Tiêu Viêm đang hình thành năm màu kim mộc thủy hỏa thổ thành một trận pháp. Trận pháp đã hóa thành một cái vân tay. Còn cơ thể Tiêu Viêm đã đột phá từ đầu đế một bàn hậu kỳ thành hai bàn sơ kỳ. Tiêu Viêm đã cảm ơn Tiểu Y rất nhiều giúp hắn. Và Tiêu Viêm đã cùng Tiểu Y đã đi ra khỏi không gian tu di. Hắn quyết định sẽ đi đến vực sâu tại Cổ Nguyệt Đàm một chuyến. Tiêu Viêm từ phòng mình đi ra. Dương Phong đại sư huynh đi đến hỏi thăm sức khỏe Tiêu Viêm. Do Tiêu Viêm thời gian vừa qua không đi ra khỏi phòng, Tiêu Viêm chào hỏi Dương Phong đến đây làm gì. Dương Phong kể chuyện với Tiêu Viêm. Hắn sợ Tiêu Viêm đi đến vực sâu, nên Tiêu Viêm cảm ơn Dương Phong quan tâm. Mấy ngày nay hắn ở trong phòng tu luyện một chút xíu. Sau đó Dương Phong trình bày với Tiêu Viêm là còn một tháng nữa thi đấu của các học sinh trong linh vụ ca sẽ được bắt đầu. Và Tiêu Viêm đã chia tay Dương Phong đi xem thông tin của Cổ Nguyệt Đàm. Hắn phát hiện Đàm Lăng tông chủ của Cổ Nguyệt Đàm. Đàm Lăng nghe đồn 300 năm trước đã đột phá từ ba bản đấu đế hậu kỳ lên đấu tổ. Cuối cùng Tiêu Viêm đã rời khỏi linh vụ các. Hắn đã di chuyển đi đến vực sâu. Tiêu Viêm phải đi qua đấu duyên thành. Tiêu Viêm đã gặp hai người Ma Can chào hỏi đang đứng ở cổng thành. Và Tiêu Viêm lại tiếp tục chạy theo hướng tây đi đến Cổ Nguyệt Đàm có vực sâu. Trên đường di chuyển Tiêu Viêm có mang Tiểu Y ra đi cùng. Chuyển đến bên trong Cổ Nguyệt Đàm tại một ngôi nhà. Một thanh niên đang nói chuyện với sư phụ của mình. Là anh sẽ tìm giết Tiêu Viễn cho sư phụ. Chuyển đến Linh Vũ Các. Linh Vũ Các cũng đang thảo luận đi bắt Tiêu Viễn. Nói chung ông Tiêu Viễn này đi đến Đông Hoàng. Không rõ Tiêu Viễn làm cái gì khiến anh em giang hồ truy na. Ông già của Linh Vũ Các cho 3 ngày nữa mọi người hãy đi tìm Tiêu Viễn. Trở lại với Tiêu Viêm đang cùng Tiểu Y vừa đi vừa di chuyển ngắm cảnh. Tiêu Viêm đã cùng Tiểu Y nghỉ ngơi gần Cổ Nguyệt Đàm. Tiêu Viêm dùng linh hồn dò xét qua Cổ Nguyệt Đàm thì hắn không dám dò xét quá nhiều. Khi Cổ Nguyệt Đàm có đấu đế ba bàn hai đấu tổ, hiện tại Tiêu Viêm truyền âm với Tiểu Y là giờ đi đến tổng bộ của Cổ Nguyệt Đàm xem xét cho dễ. Chuyển đến buổi tối, Cổ Nguyệt Đàm có rất nhiều quân đội đang đi tuần tra. Tiêu Viêm cho ra linh hồn đi vào Cổ Nguyệt Đàm. Hắn đã bị lớp la chắn của Cổ Nguyệt Đàm chặn không cho đi vào. Cũng may Tiểu Y ở bên nói chuyện với Tiêu Viêm, nó có thể đi qua lớp la chắn bảo vệ Cổ Nguyệt Đàm. Nên Tiêu Viêm quyết định cho Tiểu Y đi vào bên trong tổng bộ Cổ Nguyệt Đàm. Tiêu Viêm đã dặn Tiểu Y đi vào Cổ Nguyệt Đàm, nếu gặp nguy hiểm hãy cố gắng quay đầu bỏ chạy về chỗ hắn. Tiểu Y đi đến lớp la chắn của Cổ Nguyệt Đàm. Tiểu Y đã kêu hai tiếng gì gì là nó có thể mang cả Tiêu Viêm đi qua lớp la chắn. Cảm ơn anh em đã xem hết video.